AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hoa đồng tiền là loại hoa rất được ưa chuộng hiện nay. Bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa này qua video sau đây nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm của hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền là loại cây thân thảo, thân mềm, cao từ 20-40cm, không phân cành mà chỉ xuất hiện nhánh từ thân. Lá cây dài từ 10-15cm, bề rộng 4-7cm và có dạng lông chim thuông dài, mặt lưng của lá có lớp lông mỏng. Chúng có hai loại cánh hoa dạng hình lưỡi và hình ống. Cánh hoa hình lưỡi có kích thước lớn hơn, thường xếp thành vòng mọc bên ngoài, cánh hoa hình ống nhỏ hơn và mọc ở bên trong. Khi hoa nở sẽ mọc cánh hoa hình lưỡi trước rồi mới đến cánh hoa hình ống. Ở giữa được gọi là tâm hoa hay mắt hoa. Sau đây là ý nghĩa chung của hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền được mệnh danh là mang vẻ đẹp đa sắc màu tươi sáng và vẻ đẹp hạnh phúc. Hoa đồng tiền dường như giữ tia sáng của nó mở ra cho thế giới, tỏa ra hạnh phúc thuần khiết. Hoa đồng tiền có nhiều ý nghĩa nhưng đều là hạnh phúc, là loài hoa gần gũi với thiên nhiên, tận tụy với ánh mặt trời. Vì thế loại hoa này được nhiều người tặng trong các dịp lễ như ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 11 và trong các ngày lễ Tết. Tiếp đến ta cùng tìm hiểu về ý nghĩa hoa đồng tiền vào ngày 8 tháng 3. Vào ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ là ngày để tỏ lòng biết ơn chân thành đến người phụ nữ, người con gái mình yêu quý nhất. Một bó hoa đồng tiền đẹp nói lên thông điệp hạnh phúc, giúp giảm bớt đi nỗi buồn và căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Tặng hoa đồng tiền cho mẹ để bày tỏ lòng biết ơn đến với mẹ đã sinh thành và cho con một cuộc sống hạnh phúc. Tặng bó hoa đồng tiền cho người yêu thể hiện một tình cảm mặn nồng rằng cảm ơn em đã ở bên anh suốt chặng đường dài. Kế đó là ý nghĩa hoa đồng tiền ngày 20 tháng 11. Nhân ngày Thầy Cô Giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 tặng bó hoa đồng tiền cho thầy, cô giáo để thay lời muốn nói cảm ơn công lao giảng dạy, sự biết ơn chân thành đến thầy, cô. Mong muốn thầy, cô mãi hạnh phúc với gia đình và luôn tươi trẻ, lạc quan như những bông hoa đồng tiền xinh đẹp. Kế tiếp là về ý nghĩa của hoa đồng tiền trong ngày Tết. Hoa đồng tiền được nhiều người ưa chuộng trong các ngày lễ Tết với ý nghĩa đem lại ấm no và hạnh phúc, đem đến nhiều may mắn và giàu sang cho gia đình. Ngoài ra hoa đồng tiền còn mang ý nghĩa tài lộc, những bông hoa đua nở mong ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều phúc lộc và nhiều tiền tài. Tiếp đến là về ý nghĩa của hoa đồng tiền trong phong thủy. Trong phong thủy nhất là đến ngày khai trương loài hoa đồng tiền được sử nhiều trong các kệ hoa khai trương, lãng hoa khai trương với mong muốn buổi lễ khai trương giờ lành tháng tốt tiền tài ập đến, vì hoa đồng tiền là biểu tượng đồng tiền, tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Sau đây là ý nghĩa của hoa đồng tiền với từng màu sắc. Hoa đồng tiền đỏ thể hiện ý nghĩa tình yêu thắm đậm, nồng cháy dành tặng cho bạn gái hoặc dùng trong các ngày lễ như khai trương, chúc mừng thành công. Hoa đồng tiền cam ánh nắng mặt trời của cuộc sống, một màu sắc rực rỡ, tươi sáng thể hiện niềm hạnh phúc,
là ý nghĩa hoa đồng tiền cam mang lại dành tặng nhân dịp sinh nhật, hoa chúc mừng. Hoa đồng tiền hồng thể hiện ca ngợi, khích lệ một ai đó. Hoa đồng tiền hồng còn tượng trưng cho sự tin tưởng, sôi nổi và nhiệt huyết. Hoa đồng tiền tím thể hiện tình yêu chung thủy, song sắc. Các chàng trai tặng bó hoa đồng tiền tím cho bạn gái hay người yêu thể hiện một tình yêu sâu đậm và thủy chung. Hoa đồng tiền trắng đại diện cho sự trong sáng, thuần khiết, một sự khởi đầu mới với bao điều hy vọng phía trước. Trong phong thủy, hoa đồng tiền trắng rất thích hợp cho người thuộc cung mệnh kim và thủy. Nếu gia chủ thuộc hai mệnh này, chưng chậu hoa đồng tiền trắng trong nhà sẽ gặt hái được nhiều thuận lợi, may mắn. Hoa đồng tiền vàng mang đến tài lộc và may mắn cho gia chủ. Hơn nữa, màu vàng là màu của ánh nắng nên hoa đồng tiền vàng mang ý nghĩa của sự ấm áp, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cuối cùng ta cùng tìm hiểu về hoa đồng tiền hợp với tuổi nào nhé. Người tuổi Tý là mệnh thủy rất phù hợp với hoa đồng tiền sẽ giúp gia chủ thành công trong công việc. Tuổi Tỵ phù hợp hoa đồng tiền có màu đỏ, hồng, cam, tím sẽ giúp gia chủ đón nhận sự thịnh vượng và an khang cho gia đình. Tuổi Ngọ, tuổi Thân, tuổi Mùi, tuổi Tuất và tuổi Hợi đều là những tuổi hợp với hoa đồng tiền. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.